Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Xin chào tất cả các em đã quay trở lại với buổi livestream ngày hôm nay cùng với học văn chị Hiền, được chưa nào? Đấy, và ngày hôm qua thì chúng mình đã có một buổi livestream dành trên ở trên page này dành cho các bạn học sinh lớp 10 mạch thực hành tiếng Việt. Và khi mà chị thực hiện cái buổi livestream đó thì chị thấy là đã có khá là nhiều các bạn học sinh lớp 11 cũng quan tâm đến những cái định hướng của học văn chị Hiền, cũng như là đến những cái khóa học và ấn phẩm đến từ học văn chị Hiền. Thế thì ngày hôm nay chị ở đây, học văn chị Hiền ở đây để có thể đồng hành với các bạn trong một cái văn bản mà chị nghĩ rằng là đối với các bộ sách của chương trình lớp 11 thì là một cái văn bản rất là quan trọng. Và các bạn, nếu như chúng mình đang là học sinh lớp 11 đấy, và chúng mình cũng nhìn thấy cái caption của chị rồi, chúng mình cũng nhìn thấy cái tiêu đề của buổi livestream ngày hôm nay, đó chính là định hướng cho các bạn tìm hiểu văn bản Ai đã đặt tên cho dòng sông của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đấy, nếu như mà bạn nào mình đang có mặt ở đây và mình đang học lớp 11 chẳng hạn, đúng không nhở? Hay là em có nhu cầu tìm hiểu về tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông thì chúng mình có thể comment để chị biết nhá. Có bạn nào trong buổi livestream ngày hôm nay đang học lớp 11 không ạ? Lớp 11 thì cũng là một cái chương trình mà các bạn sẽ được học những bộ sách mới, bao gồm là gì ạ? Cánh diều này, kết nối tri thức với cuộc sống này, và gì? Chân trời sáng tạo, đúng không ạ? Nếu như bạn nào đang có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay mà chúng mình đang học lớp 11 thì chúng mình có thể comment để chị biết nhá. Hiền nói là 2005, chào chị, hello em. Rồi, hai anh nói là em học lớp 12, ok, rất là tốt. Lớp 12 thì cái tác phẩm năm nay Ai đã đặt tên cho dòng sông cũng là một tác phẩm cực kỳ quan trọng và trọng tâm, đúng không ạ? Thế cho nên là các bạn học sinh lớp 12 hay là các bạn học sinh lớp 11 mà chúng mình đang được tiếp xúc với tác phẩm, hay là trong chương trình của mình có tác phẩm rất là trọng tâm, đấy là Ai đã đặt tên cho dòng sông, thì chúng mình có thể comment để chị biết nhá. Rồi, chị đã thấy có khá là nhiều bạn vào buổi livestream ngày hôm nay và cũng đã comment ở đây chào chị rồi đây này. Các em ạ, đối với kể cả chương trình cũ là chương trình lớp 12 hay là chương trình mới, chương trình của lớp 11, thì tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông cũng là một tác phẩm cực kỳ trọng tâm và quan trọng. Thế cho nên là chị ở đây, học văn chị Hiền ở đây để có thể giúp các bạn một phần nào đó này. Chúng mình có thể định hướng được trước một chút xíu thôi tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông này của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường nhá. Tác phẩm này ở đây, cái bộ sách mà chị đang có, đấy là bộ sách ngữ văn lớp 11, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Tuy nhiên là đây là bộ sách tập 2, và trong bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống thì tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông nằm ở cái tập 2 của chương trình ngữ văn, được chưa ạ? Thế nhưng mà các em ạ, nằm ở chủ đề bao nhiêu của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống ạ? Nằm ở chủ đề 7, đấy là ghi chép và tưởng tượng trong ký. Tuy nhiên thì như chị đã quan sát, như chị đã tìm hiểu, và như các bạn, nếu như mà chúng mình đọc sách, chúng mình tiếp xúc với sách giáo khoa rồi thì chúng mình cũng biết, đúng không ạ? Đó là các bạn học sinh mà lớp 11 sử dụng bộ sách Chân trời sáng tạo thì cũng có tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông, đúng không ạ? Ai đã đặt tên cho dòng sông thì cũng có trong bộ sách này, và nằm ngay trong kỳ 1, đúng không? Đấy, nằm ngay trong kỳ 1. Và đó cũng là một cái tác phẩm trọng tâm và đưa được trong nhiều bộ sách của chương trình lớp 11, cũng như là một tác phẩm trọng tâm để chúng mình ôn thi Trung học phổ thông quốc gia ở chương trình lớp 12. Thế cho nên là ngày hôm nay thì các em cùng với chị, chúng mình sẽ đi định hướng một chút xíu xem là... Ồ, Vũ Hà anh nói là thời gian này chị có like lớp 12 không ạ? Có nhá. Các bạn hãy theo dõi ở trên page học văn chị Hiền. Các chị sẽ cố gắng tổ chức những buổi livestream dành cho các bạn học sinh lớp 12 nữa, được không ạ? Các bạn cứ theo dõi thường xuyên những buổi livestream ở trên page, chắc chắn là sẽ có dành cho tất cả các khối lớp rồi. Các bạn yên tâm là như vậy nhá. Thời gian sắp tới thì các chị cũng sẽ tổ chức những buổi livestream dành cho các bạn học sinh lớp 12, cho nên là chúng mình hoàn toàn yên tâm nào. Rồi, trở lại với lại cái tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông ạ.
thì như chị đã nói, đây là một cái tác phẩm rất là trọng tâm. Và như Hà Anh vừa hỏi đúng không ạ? Đấy là lớp 12 chúng mình cũng vẫn phải học và vẫn phải ôn thi trọng tâm khá nhiều vào tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông đấy. Thế cho nên là ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với chị định hướng một chút xíu cái tác phẩm này sẽ học như thế nào, sẽ cần tìm hiểu những điều gì, được không ạ? Đặc biệt là đối với chương trình mới, chương trình ngữ văn lớp 11, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, cũng như là những bộ sách khác, ví dụ như là Cánh Diều hoặc là Chân Trời Sáng Tạo. Các bạn đồng ý không ạ? Rồi, những bạn nào mà chúng mình sẵn sàng rồi thì chúng mình có thể comment cho chị biết nhé. Và đặc biệt đấy là buổi live nào thì chị cũng sẽ đem tới cho các bạn những điều vô cùng bí mật. Thế cho nên ở đây nếu như em đang là học sinh lớp 11 hoặc là em đang là học sinh lớp 10, lớp 12 hoặc thậm chí là em đang là học sinh khối trung học cơ sở thì em cũng có thể comment năm sinh của mình ở đây, được không ạ? Các chị sẽ tư vấn nhiệt tình cho chúng mình xem là đối với cái năm sinh đó, đối với khối lớp đó thì chúng mình nên được định hướng những chương trình như thế nào. Và cũng là một cách để chị em mình có thể tổ chức những nhá. Thế cho nên là chúng mình có bất cứ nguyện vọng nào chúng mình cũng sẽ bày tỏ đối với các chị ở trong những buổi live stream như thế này các bạn nhá. Rồi, ngay bây giờ thì chúng mình sẽ đi vào định hướng tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, được không ạ? Ở đây thì định hướng sách giáo khoa của chị đấy là chương trình sách giáo khoa lớp 11. Tuy nhiên thì các bạn đối với những bộ sách khác, ví dụ như là Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, và những người bạn mà học sinh lớp 12 hiện tại cũng đang phải học tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông thì chúng mình cũng hãy theo dõi live stream một cách thật là kỹ càng nhất nhé. Rồi, chúng mình sẽ quan sát một chút xíu về tác phẩm này ạ. Ai đã đặt tên cho dòng sông thì ở đây là một đoạn trích, đúng không? Ở đây là một đoạn trích, kể cả là sách giáo khoa lớp 12 hay là sách giáo khoa lớp 11 thì cũng đưa một đoạn trích vào trong cái chương trình sách giáo khoa mà chúng mình sẽ học nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy ở đây không ạ? Đây chính là đoạn trích của Ai đã đặt tên cho dòng sông được nhà văn. Đấy, được nhà văn viết ra và các tác giả sách giáo khoa đã đưa cái đoạn trích đó ở trong gì ạ? Ở trong cái bộ sách giáo khoa Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, cũng như là bộ sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo lớp 11 và bộ sách giáo khoa hiện tại đang là bộ sách giáo khoa cũ của chương trình lớp 12 các bạn nhé. Rất là nhiều, đoạn trích này thì rất là dài. Bởi vì sao? Các em đang là học sinh lớp 11 rồi, các em đang là học sinh lớp 12 rồi, thế thì mình sẽ không còn học những cái tác phẩm mà nó ngắn như là khối trung học cơ sở hay là như khối lớp 10 nữa, đúng không ạ? Mà mình sẽ phải tiếp xúc với những tác phẩm mà nó có dung lượng dài hơn. Đấy, nó có nội dung chuyên sâu hơn một chút. Ví dụ như là đoạn trích Ai đã đặt tên cho dòng sông ở trong sách giáo khoa này thì nó có dung lượng lên đến bao nhiêu trang ạ? Lên đến gần 4 trang. Gần 4 trang mặt giấy các bạn nhá. Thế cho nên là gì? Thế cho nên là chúng mình cần phải có cái định hướng như thế nào, cái cách học như thế nào đối với cái tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông này các bạn nhá. Rồi, thế thì ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng đi định hướng với chị, được không ạ? Tác phẩm nào cũng như vậy, bất cứ mình đi vào một tác phẩm nào mình cũng phải tìm hiểu về nó thông qua những cái gì ạ? Thông qua những cái một tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông này, mình cũng phải tìm hiểu về nó thông qua những cái nội dung cơ bản, đúng không ạ? Ai đã đặt tên cho dòng sông? Nhá. Chúng mình sẽ tìm hiểu nó thông qua những phương diện nào ạ? Thông qua những phương diện nào? Đặc biệt là đối với định hướng của chương trình mới, đúng không ạ? Chị nhận thấy là đối với chương trình mới thì có khá nhiều bạn đang gặp sự hoang mang khi mà tiếp xúc với những tác phẩm như thế này, khá là mới đối với các em. Đặc biệt đối với các bạn học sinh lớp 11 thì bình thường đúng không ạ? Như mọi năm, Ai đã đặt tên cho dòng sông là một tác phẩm trọng tâm của lớp 12. Có nghĩa là nếu như là chương trình cũ thì em là một học sinh lớp 11, em sẽ chưa phải tiếp xúc với tác phẩm này. Tuy nhiên đối với định hướng của chương trình mới thì các bạn học sinh lớp 11, bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, bộ sách Cánh Diều hay bộ sách Chân Trời Sáng Tạo sẽ tiếp xúc với một số tác phẩm rất lạ, đúng không ạ? Trong đó có Ai đã đặt tên cho dòng sông. Đặc biệt, bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống tập 2, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1 thì các bạn sẽ được học cái tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông này. Cái thứ nhất, chúng mình cần học cho chị thông qua định hướng về gì ạ? Tác giả, đúng không ạ?
tác phẩm nào cũng như vậy, mình cũng phải học thông qua định hướng tác giả này. Cái định hướng tác giả nó là một cái định hướng mà đối với chương trình mới không phải là chúng mình đi quá sâu hay chúng mình quá chú trọng vào tác giả. Chúng mình không cần thiết phải tìm hiểu sâu sắc nhất về tác giả đó. Tuy nhiên thì nó, cái việc mà chúng mình đi học về tác giả này, đi tìm hiểu về cách viết văn, về cái lối hành văn, về chủ đề, về tư tưởng của tác giả, nó rất quan trọng trong cái việc mà chúng mình viết bài văn, đúng không ạ? Đấy, và chị thấy là có rất nhiều bạn đã quan tâm đến cái tác phẩm này. Thế cho nên chúng mình nhận ra được một cái thông tin, những cái thông tin nào về tác giả mà các em biết thì chúng mình có thể comment ở phía bên dưới phần livestream ngày hôm nay, để tí nữa chị em mình sẽ cùng chia sẻ với nhau nhé. Ngày thứ hai mình cần nắm được của ai đã đặt tên cho dòng sông là gì ạ? Thể loại, đúng không ạ? Thể loại. Đấy, mình cần phải nắm được về thể loại của ai đã đặt tên cho dòng sông là gì, đúng không? Và nếu như mà chúng mình để ý đấy, thì ai đã đặt tên cho dòng sông thuộc thể loại mà nó khá là lạ đối với các bạn học sinh lớp 11. Và đây cũng là một cái thể loại khó nữa nhá. Thế cho nên là sao ạ? Thế cho nên chúng mình phải cực kỳ để ý cho chị tác phẩm này, không chỉ là tác giả này mà còn là gì? Mà còn là thể loại nữa, đúng không ạ? Đấy, thể loại của nó là gì? Đặc trưng thể loại như thế nào? Đúng không nhở? Được chưa? Thứ ba nữa là mình phải học về gì ạ? Thứ ba nữa mình cần phải học về những gì ạ? Những hình tượng được rút ra ở trong cái tác phẩm này. Những hình tượng nào có ở trong ai đã đặt tên cho dòng sông ạ? Có những hình tượng nào? Chúng mình thử suy nghĩ một chút cho chị xem nào. Xem có những hình tượng nào nào. Đấy, có những hình tượng nào ở trong cái tác phẩm ai đã đặt tên cho dòng sông này? Hình tượng chính là gì? Trong hình tượng chính đó thì lại được miêu tả những điều gì? Đúng không ạ? Nhớ. Tác giả, thể loại, hình tượng này, gì nữa ạ? Chúng mình cần phải nắm được gì? Nội dung chính. Nội dung. Đấy, nội dung. Được không? Nội dung này. Bên cạnh cái việc mà xác định tác giả, thể loại, hình tượng, nội dung thì có một điều nữa mà chị nhận thấy là có nhiều bạn chúng mình chưa quá để ý đâu. Thế nhưng các em ạ, đây là một cái điều cực kỳ quan trọng khi các bạn tìm hiểu một tác phẩm mới hay một tác phẩm thơ hoặc là văn xuôi, thì chúng mình cần phải tìm hiểu, cần phải nắm được là gì ạ? Chị sẽ đặt nó ở phía bên trên nhá. Đó chính là nhan đề. Đó chính là nhan đề có ý nghĩa như thế nào? Nhan đề đó nói về điều gì, đúng không ạ? Và ẩn ý nào của tác giả? Ẩn ý nào của tác giả được đưa ở trong nhan đề đó, đúng không? Mình sẽ có rất nhiều phương diện cần phải tìm hiểu của ai đã đặt tên cho dòng sông. Các bạn nhớ là gì ạ? Tác giả này, thể loại này, nhan đề này, hình tượng này, nội dung này, gì nữa ạ? Và cuối cùng mình cần phải tìm hiểu về nghệ thuật nữa, đúng không nào? Nghệ thuật. Cái nghệ thuật này thì nó không chỉ là nghệ thuật của riêng tác phẩm, mà chúng mình sẽ dựa vào đâu ạ? Chúng mình sẽ dựa vào đặc trưng của thể loại để có thể đưa ra những cái nghệ thuật nó thật là hợp lý nhất, nó thật là nổi bật nhất, đặc sắc nhất mà nhà văn đã sử dụng nó khi mà miêu tả cũng như là khi tái hiện một điều gì đó trong tác phẩm ai đã đặt tên cho dòng sông. Chúng mình nhìn thấy chưa ạ? Đấy, đối với chương trình lớp 11 thì các bạn ơi, chương trình lớp 11 hiện tại của định hướng mới nhá, bộ sách giáo khoa mới nhá, đưa những tác phẩm chị đánh giá là khá là nặng dành cho các bạn đấy. Tức là các bạn sẽ phải tiếp xúc với những cái tác phẩm mà có dung lượng không chỉ dài này, mà mình tìm hiểu nó cũng khá là khó khăn và gây cho chúng mình khá là nhiều sự hoang mang khi mà bắt đầu tiếp xúc với những tác phẩm như thế này, đúng không ạ? Thế cho nên là chị nghĩ rằng là chúng mình có cái việc mà chúng mình xuất phát sớm đối với chương trình ngữ văn, đặc biệt là đối với chương trình ngữ văn lớp 11. Bởi vì sao ạ? Ngữ văn lớp 11 là một cái tiền đề, là một cái tiền đề để chúng mình thực hiện thật tốt chương trình này, chương trình ngữ văn mới này, thì khi mình bước lên chương trình ngữ văn lớp 12, kể cả khi đó là mình học chương trình mới hay mình vẫn được học chương trình cũ, thì cái nền của mình, đúng không ạ? Cái kiến thức nền cũng như là những thứ mà mình đã được trang bị ở chương trình ngữ văn lớp 11, nó sẽ không bao giờ là vô ích khi mình bước lên một cái cấp mà có thể coi là một trong những cấp quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh của bản thân mình. Đó chính là khối lớp 12, đúng không ạ?
Lớp 11 nó là cái hành trình khởi đầu. Lớp 10, lớp 11 là những hành trình khởi đầu. Cũng không hẳn chị nghĩ là lớp 11 không còn là khởi đầu nữa đâu ạ. Mà chúng mình cần phải để tâm nhiều hơn đến việc học của mình rồi. Đúng không? Nếu bây giờ em không học, bây giờ em lớp 11 rồi, mà em không có sự chuẩn bị về mặt kiến thức, em không có sự bổ trợ, em không có những hành trang, vậy thì lên lớp 12, khi mà em dậm chân tại chỗ, thì có phải người khác đã đi được một quãng đường rất dài rồi, đúng không ạ? Thế cho nên các bạn ơi, chị hy vọng rằng là với những chia sẻ ngày hôm nay của chị, với những cái định hướng ngày hôm nay của chị, thì các bạn sẽ phần nào đấy, các bạn sẽ để tâm hơn với việc học ngữ văn của mình ở chương trình lớp 11 các bạn nhé. Và nếu như chúng mình có bất cứ nhu cầu nào, chúng mình có bất cứ những cái thắc mắc gì, và nếu em muốn được tư vấn điều gì về ấn phẩm, về khóa học, và đặc biệt là đối với chương trình lớp 11, lớp 10, hoặc những bạn đang thực hiện một cái chương trình mà nó tuy nó cũ nhưng nó vô cùng quan trọng, đó chính là chương trình lớp 12, thì các bạn hãy inbox ngay về page Học Văn Chị Hiên nhé. Các bạn học sinh 2K7 được không ạ? Các bạn học sinh 2K7. Đấy, những bạn học sinh mà 2K6, chúng mình 2K6 chúng mình cũng có những cái sự cần được tư vấn như thế nào, đúng không ạ? Các bạn học sinh 2K8 cũng vậy. Đấy, cần được tư vấn như thế nào thì chúng mình hãy inbox ngay về page nhé. Rồi, chúng mình hãy nhìn thấy một chút những cái điều định hướng đầu tiên, tổng quát của chị về tác phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Chưa ạ? Rồi, thế thì mình đi tiếp vào cụ thể hơn, được không nào? Cụ thể là như thế nào? Mình đi tiếp vào phần khám phá nhá. Thứ nhất ạ, đối với tác giả. Đối với tác giả, bạn nào nhanh tay đọc trước tác phẩm này rồi, hoặc có sự hiểu biết đối với Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông rồi, Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông rồi, thì hãy comment cho chị biết, bình luận cho chị biết xem là tên của nhà văn viết nên tác phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông là gì ạ? Ai là người sáng tác nên tác phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông nhỉ? Có bạn nào mà chúng mình đã biết rồi không? Đó là một nhà văn cực kỳ nổi tiếng của nền văn học Việt Nam. Và ông ý, đúng rồi, đã có một số bạn comment ở dưới đây một số thông tin của tác giả rồi đấy. Thế thì bạn nào biết tên chính xác của nhà văn là người đã sáng tác nên tác phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông không ạ? Chúng mình cùng bình luận để chị biết nhé. Bạn nào biết nào, thật nhanh tay nào. Nhanh tay bình luận cho chị biết xem là tác giả của tác phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông là ai ạ? Nào, hãy cùng đưa đáp án của mình thật nhanh ạ. Rồi, đã có những đáp án hiện lên ở dưới phần comment rồi. Đó chính là ai nhỉ? Đấy, đó chính là ai? Chính xác, đó chính là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đó chính là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, đúng không ạ? Một cái tên mà có lẽ là chúng mình khá là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Và Hoàng Phủ Ngọc Tường, một nhà văn cực kỳ lãng mạn, một nhà văn viết rất hay. Về gì? Về xứ Huế. Một nhà văn đã gắn bó nửa cuộc đời của mình với cái vùng đất xứ Huế đó, với cái vùng đất mộng mơ, với những điều thanh bạch, với những điều đẹp đẽ nhất của xứ Huế. Và văn của ông và những tác phẩm của ông cũng là những hồi ức, những cái sự ghi lại, những cái phác thảo về bức tranh của thiên nhiên và con người của vùng đất này. Nhớ, Hoàng Phủ Ngọc Tường chính là người ghi lại rất đẹp một nét chấm phá của xứ Huế. Và có một thông tin có lẽ rằng là các bạn cũng nắm được, nếu như mà chúng mình quan tâm đến ngữ văn, chúng mình quan tâm đến nhà văn, nhà thơ, và chúng mình quan tâm một chút xíu, nếu như mà chúng mình lướt mạng xã hội thôi, chúng mình cũng nhận thấy một thông tin rất buồn về nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường, là ông đã vừa qua đời, đúng không ạ? Và nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường thì qua đời chỉ sau gần 20 ngày người vợ của ông qua đời, đúng không? Và nếu như bạn nào mà chúng mình biết tên người vợ của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường thì chúng mình thử comment để chị biết xem ạ. Để xem là có bạn nào chúng mình biết về tên người vợ của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường không nhỉ? Đó là một nhà thơ. Đó là một nhà thơ nữ mà chị nghĩ rằng là đã để lại cho nền thơ ca Việt Nam, cho nền thơ ca hiện đại Việt Nam những cái tác phẩm mà nó mang những cái dấu ấn nữ tính rất riêng, đúng không nhỉ?
Đấy, và cùng với Hoàng Phụ Ngọc Tường, đó là một cặp vợ chồng của thơ ca Việt Nam, của văn chương Việt Nam mà có những tác phẩm được coi là bất hủ. Vậy thì chúng mình có biết rằng là người vợ của nhà văn Hoàng Phụ Ngọc Tường là ai không ạ? Chúng mình có biết vợ của nhà văn Hoàng Phụ Ngọc Tường là nhà thơ nữ nào không nhỉ? Chúng mình thử bình luận cho chị biết nhé. Thử bình luận xem là vợ của nhà văn Hoàng Phụ Ngọc Tường là nhà thơ nữ nào ạ? Đã có những đáp án hiện lên đây. Và khi mà nhìn thấy tên nhà thơ nữ này thì chị nghĩ rằng là các bạn sẽ cảm thấy rất quen. Đấy, các bạn sẽ cảm thấy rất quen và chúng ta cũng có đôi chút những cái sự xúc động khi mà nhìn thấy tên của Hoàng Phụ Ngọc Tường cũng như người vợ của ông. Người vợ của ông chính là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Nhớ, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ thì cũng chỉ qua đời trước người chồng của mình là nhà văn Hoàng Phụ Ngọc Tường mười mấy ngày thôi. Và họ đã sống một cuộc đời của họ. Họ đã sống một cuộc đời văn chương với tất cả những cái cống hiến của mình, đúng không ạ? Với tất cả những ngòi bút của mình, hướng cái ngòi bút của mình tới thiên nhiên, tới cuộc sống và mong muốn góp sức một điều gì đó đối với văn chương thơ ca của Việt Nam. Và chúng mình nhớ nhé, Hoàng Phụ Ngọc Tường chính là nhà văn của tác phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông. Và ông ý là một nhà văn như thế nào? Hoàng Phụ Ngọc Tường là một nhà văn viết rất hay, đã dành cả cuộc đời của mình để viết về xứ Huế, viết về những điều mộng mơ nhất, viết về những điều hay nhất, viết về những phác thảo nhẹ nhàng nhất về thiên nhiên và con người của xứ Huế mộng mơ. Chúng mình nhớ như vậy về nhà văn Hoàng Phụ Ngọc Tường nhá. Đấy, nhà văn Hoàng Phụ Ngọc Tường cũng chính là tác giả của tác phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông, được không ạ? Rồi, còn bạn nào mà chúng mình biết thêm những cái nét nữa về nhà văn Hoàng Phụ Ngọc Tường không nhỉ? Có bạn nào biết không ạ? Có bạn nào biết thêm những nét nào về nhà văn Hoàng Phụ Ngọc Tường nữa không? Và các bạn ơi, chúng mình có thể mở cuốn sách của mình ở đây. Đấy, mở cuốn sách ngữ văn lớp 11. Quý thì nói là đặc trưng thể loại tùy bút khiến cho em choáng váng. Đúng rồi, rất nhiều bạn sẽ gặp khó khăn khi mà chúng mình học lớp 11, chúng mình phải tiếp xúc với một cái thể loại và một cái văn bản rất khó của thể loại tùy bút, đúng không ạ? Vậy thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về tác giả. Sau đó thì chị và Quý và tất cả các bạn đang có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng đi tìm hiểu về thể loại của văn bản xem sao nhé. Rồi, chúng mình cùng mở sang bên này giúp cho chị ạ. Mở sang bên này giúp cho chị nhé. Thì ở đây trong sách cũng đưa cho chúng ta một số những cái nét nổi bật về nhà văn Hoàng Phụ Ngọc Tường, được không ạ? Tuy nhiên là theo chị thì những nét này chỉ là những nét cơ bản nhất. Và đối với bản thân các bạn thì các bạn nên tìm hiểu nhiều hơn đối với chương trình lớp 11. Khi mà mình lớn rồi, mình đang là học sinh lớp 11 rồi, vậy thì mình muốn bổ trợ cho cái việc viết của mình tốt hơn. Đấy, viết của mình đó được nâng cao, bài viết đặc sắc hơn, thì chị nghĩ rằng là các bạn nên tìm hiểu nhiều hơn về nhà văn Hoàng Phụ Ngọc Tường nhá. Thì ở đây chúng mình có thể thấy một số những cái nét cơ bản về nhà văn Hoàng Phụ Ngọc Tường. Ông ấy sinh năm bao nhiêu ạ? Ông ấy sinh năm 1937. Và cái cuốn sách này thì đã được in trước khi mà nhà văn Hoàng Phụ Ngọc Tường ra đời. Cho nên bây giờ nếu như em gặp tác phẩm Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông và em viết về cái tác phẩm này, viết về tác giả này, thì em nhớ rằng ông sinh năm 1937 và mất năm 2023, có nghĩa là năm nay luôn các bạn nhớ. Và gì nữa ạ? Ông sinh tại thành phố Huế nhưng quê gốc của mình lại ở tỉnh Quảng Trị nhá. Có nghĩa là chính bản thân ông ngay từ khi ra đời, ông đã có một sự gắn kết rất là mãnh liệt đối với thành phố Huế mộng mơ. Đấy, và sau đó thì cả cuộc đời văn thơ của Hoàng Phụ Ngọc Tường đã dành trọn mình cho vùng đất đó. Một vùng đất mà đối với ông, nó không chỉ là một vùng đất ông sinh ra, ông lớn lên, mà còn là nơi mà ông đã dành tất cả những tâm huyết văn chương đẹp nhất, những chương đẹp nhất trong cuộc đời của mình. Hoàng Phụ Ngọc Tường đều dành nó ở xứ Huế các bạn nhé. Gì nữa ạ? Hoàng Phụ Ngọc Tường thì đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ này, nhưng mà chủ yếu thì là hoạt động văn nghệ,
chủ yếu nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường hoạt động văn nghệ. Thế cho nên chị nghĩ rằng là các bạn không nên viết nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Rất nhiều bạn đã hỏi chị rằng là nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường có phải một thi sĩ chiến sĩ hay không? Thì chị luôn trả lời các bạn là chị khuyến khích các bạn không sử dụng cái từ đó đối với Hoàng Phủ Ngọc Tường. Hoàng Phủ Ngọc Tường thì có tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Tuy nhiên ông hoạt động ở bên lĩnh vực văn nghệ, đúng không ạ? Văn nghệ quân đội. Thế cho nên ông không trực tiếp cầm súng chiến đấu. Thế cho nên mình không gọi nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường là một thi sĩ chiến sĩ, mà mình nói rằng ông đã hoạt động văn nghệ sôi nổi trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, được không ạ? Rồi như thế nào nữa ạ? Hoàng Phủ Ngọc Tường thì có một cái sở trường của mình, đấy là về sở trường về ký. Trong đó thì thể loại tùy bút là thể loại đã in đậm dấu ấn sáng tạo của ông. Ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường thì sao ạ? Nổi bật ở chất tài hoa lịch lãm, ở những suy tư sâu sắc về văn hóa lịch sử, ở ngôn ngữ mềm mại, tinh tế, và đặc biệt đó là có những cái sự kết nối đa chiều. Các bạn nhớ như vậy về những cái keyword này, về những cái từ ngữ khóa, về những cái từ chính mà chúng mình có thể sử dụng nó khi viết về nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường mà sách giáo khoa đã đưa cho các bạn. Tuy nhiên thì các bạn ơi, như chị đã nói với các bạn, đấy là cái thông tin về nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường người ta đưa ở trong sách giáo khoa, chị nghĩ rằng là chỉ là những cái thông tin cơ bản nhất, ngắn gọn, gãy gọn nhất dành cho các bạn để các bạn có thể hiểu được thôi. Bởi vì định hướng của chương trình mới là không quá chú trọng đến sách giáo khoa, đến tác giả của bộ sách giáo khoa. Thế nhưng mà làm sao ạ? Thế nhưng mà theo chị thì để các bạn có thể viết tốt nhất, để có thể cảm nhận được cái tác phẩm đấy thật là tốt, thật là hay và có những sự sâu sắc đặc sắc ở trong cái tác phẩm của mình, thì các em vẫn cần điều gì ạ? Các em vẫn cần phải tìm hiểu ở bên ngoài chính bản thân các em, và các em nên có những cái sự bổ trợ, nên có những cái sự xuất phát sớm, nên có những khóa học, nên có những ấn phẩm nữa để chúng mình có thể dựa vào đó để tham khảo, đúng không ạ? Để có thể tham khảo về tác giả, về tác phẩm, về thể loại và về cách người ta sẽ phân tích như thế nào về tác giả tác phẩm đó. Và mình sẽ tìm hiểu nhiều hơn về những nhận định, đúng không ạ? Năm nay mình lớp 11 rồi, mình không chỉ đơn thuần viết những cái thông tin cơ bản về tác giả nữa, mà mình còn phải liên hệ, mình còn phải lấy nhiều những cái nhận định, được không ạ? Những cái nhận định, những cái từ ngữ mà nổi bật nhất về một tác giả văn học trong bộ sách giáo khoa, để chúng mình có thể viết nó kỹ càng hơn về mỗi nhà văn, mỗi nhà thơ mà cực kỳ trọng tâm ở trong bộ sách đó nhé. Rồi, vậy thì đó là một số những cái thông tin về nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường mà chị đã chia sẻ đến cho các bạn, được không ạ? Đến phần thứ hai mà các em cực kỳ là quan tâm và cảm thấy khó đây, đó chính là thể loại. Bạn nào thử comment giúp chị xem ạ. Ai đã đặt tên cho dòng sông được viết theo thể loại nào ạ? Tác phẩm ai đã đặt tên cho dòng sông được viết theo thể loại nào ạ? Đấy, vừa rồi đã có bạn phát hiện ra rồi. Và vừa rồi cũng có những bạn đã comment ở đây cùng với chị rồi đấy. Thì bây giờ chúng mình có thể nhắc lại này, hoặc là chúng mình có thể comment giúp chị xem. Đấy là tác phẩm ai đã đặt tên cho dòng sông được viết theo thể loại nào nhỉ? Được viết theo thể loại nào? Cùng bình luận xem ạ. Cùng bình luận xem là chúng mình có nhiều những cái sự hiểu biết về cái thể loại của ai đã đặt tên cho dòng sông không ạ? Đấy, đã có bạn bình luận rồi đây. Quý nói là đặc trưng của thể loại gì ạ? Thể loại của ai đã đặt tên cho dòng sông là gì nhỉ? Là thể loại nào nhỉ? Rồi, chúng mình đã trả lời cho chị rồi. Đó chính là thể loại gì? Tùy bút, đúng không ạ? Thể loại nào? Đó là gì ạ? Ký. Tùy bút. Nhá. Ai đã đặt tên cho dòng sông thì được viết theo thể loại ký, tùy bút, được không ạ?
hay người ta còn gọi chúng mình có thể gọi như thế nào, nó ngắn gọn hơn, nó hợp lý hơn. Và các bạn sẽ sử dụng cái tên gọi này cho chị trong suốt cái thời gian mà chúng mình đọc hiểu hoặc là chúng mình viết bài, đó chính là gì nhỉ? Bút ký. Rồi, vậy thì chúng mình sẽ đến với những đặc trưng thể loại mà sách giáo khoa đưa cho các bạn. Ở trong cái thể loại tùy bút, cái thể loại mà được tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường sử dụng để viết nên tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông nhá. Đấy là gì ạ? Ở đây thì họ đưa cho chúng mình một số những cái đặc trưng thể loại như là gì? Những phương thức biểu đạt gì ạ? Tự sự, trữ tình, thể hiện như thế nào trong tùy bút và tản văn. Đấy, tự sự. Tuấn thì nói là tùy bút 2010 mới học. 2010 là lớp mấy nhỉ? Bởi vì chị đang hướng dẫn ở đây đó là chương trình lớp 11. Đối với tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông thì các bạn đã học tùy bút rồi đấy. Đó chính là tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông. Các em ạ, thế cho nên là chị nghĩ rằng là các bạn ở đây mà chúng mình cũng đã tiếp xúc với cái thể loại tùy bút rồi thì chúng mình có thể comment xem là đối với bản thân em hoặc là em tìm hiểu được những đặc trưng thể loại nào của thể loại tùy bút nhá. Những cái tự sự và trữ tình như thế nào trong tùy bút và tản văn này, thì tự sự và trữ tình luôn có sự gì ạ? Kết hợp linh hoạt. Kết hợp linh hoạt, các bạn lưu ý là như thế nhá. Kết hợp cực kỳ linh hoạt ở trong cái tùy bút này. Và đặc biệt các bạn ạ, nếu như mà các bạn tìm hiểu kỹ hơn về Ai đã đặt tên cho dòng sông thì chắc chắn là đó cũng là một cái điều mà chúng mình nhận ra ngay. Đấy là cái phương thức biểu đạt tự sự và trữ tình thì đã có sự kết hợp rất linh hoạt ở trong tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông nhá. Rồi gì nữa? Một cái đặc trưng nữa là gì ạ? Một cái đặc trưng nữa mà tác phẩm đưa cho chúng mình. Đấy, đưa cho chúng mình ở trong sách giáo khoa đối với tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông và thể loại tùy bút là gì ạ? Tùy bút là tiểu loại ký có tính tự do cao, có bố cục linh hoạt và có sự trữ tình. Nó có kết hợp giữa tự sự và trữ tình, tuy nhiên nghiêng hẳn về trữ tình. Các bạn nhớ, nghiêng hẳn về trữ tình. Với điểm tựa là gì ạ? Cái tôi của tác giả. Cái tôi của tác giả được thể hiện rất rõ ở trong những thể loại tùy bút này. Thông qua những cái nét chấm phá, thông qua những cái giọng văn, những cái đoạn văn, những cái cách diễn đạt mang tính chất gì ạ? Trữ tình, được không nào? Đấy. Và gì nữa ạ? Các bạn chú ý cho chị cái đặc trưng trữ tình này của tùy bút nhá. Nó là một cái đặc trưng mà cực kỳ nổi bật của tùy bút. Và nếu như em viết phân tích những tác phẩm tùy bút hoặc là em viết phân tích Ai đã đặt tên cho dòng sông thì em sẽ viết kỹ cho chị về cái đặc trưng trữ tình này. Được chưa ạ? Đấy, nó còn có tính gì nữa ạ? Đặc trưng nữa đấy là tính hư cấu và phi hư cấu. Đây là sách giáo khoa đang đưa cho chúng mình nhá. Chúng mình cần phải bám sát thật kỹ vào sách giáo khoa. Bám sát thật kỹ vào sách giáo khoa nhá. Sau đấy thì mình mới đi tìm hiểu những cái chương trình bên ngoài, những cái tham khảo ở bên ngoài. Và nếu như mà em tham gia vào khóa học toàn diện lớp 11 thì em cũng biết. Hình như tùy bút, Tuấn thì nói là gì ạ? Hình như tùy bút em nhớ là phần trong nhật ký, một phần trong tuổi thơ dùng để ghi chép miêu tả hình ảnh mà người viết chứng kiến được, đồng thời chú trọng vào tình cảm, suy nghĩ của cảm xúc của tác giả trước những hiện tượng trong đời sống. Em ơi, trong cái mà em đưa ra thì chị nghĩ rằng là nó không phải, em nhớ chú ý cho chị, nó không phải định nghĩa hay đặc trưng của thể loại tùy bút. Mà em đang nói tới nhật ký mất rồi. Nhật ký em ạ. Nhớ, nhật ký chứ không phải tùy bút. Nếu như mà em học lớp 11 hay em học lớp 10 hay em học bất cứ một cái tác phẩm nào theo thể loại tùy bút thì em sẽ thấy rằng là các tác giả ở đây họ sẽ không phải là viết về tuổi thơ hay là viết về một phần nào đó trong tuổi thơ của mình.
cái nhật ký mà liên quan đến những chuyện xảy ra trong tuổi thơ, những cái suy nghĩ, cảm xúc về những chuyện đó thì chị nghĩ rằng là đấy là nhật ký mất rồi. Còn ví dụ em đọc Ai đã đặt tên cho dòng sông thì em sẽ thấy là thể loại tùy bút, có nghĩa là người ta ghi chép lại, được không ạ? Người ta ghi chép lại, đấy, ở đây cũng ghi này. Người ta ghi chép lại những cái trạng thái đời sống, được không ạ? Những cái trạng thái đời sống đối với những đối tượng cụ thể. Và đúng, em nói cũng có ý đúng. Đấy là gì? Thể hiện những cái suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc, và đặc biệt là cái tôi của tác giả thông qua những thể loại của truyện ký hay thông qua thể loại tùy bút. Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.